đây, tại Hòn Thơm, Paradise Island, thì chúng ta cũng đã, trong tương lai gần, chỉ trong vài năm nữa thôi, là chúng ta sẽ có những biểu tượng vô cùng tuyệt vời. Có thể kể đến tại một hòn đảo, tại một hòn đảo phía Nam Phú Quốc, phía Nam đảo Phú Quốc, đó là Hòn Thơm. Tại đây chỉ trong tầm khoảng 3 năm tới là chúng ta sẽ có những công trình kiệt tác, đó là những cái biểu tượng có thể kể đến. Ba biểu tượng chính đó chính là tòa cánh buồm, một biểu tượng vươn cao thể hiện sự mạnh mẽ này, căng buồm ra khơi và đón nhận và trong tương lai sẽ đón nhận những khách hàng tượng lưu đến đây để trải nghiệm các dịch vụ, các sử dụng các tiện ích vô cùng đẳng cấp của Sun Group. Và như anh chị có thể thấy rằng là nếu như chúng ta thường hay nói với nhau rằng ánh sáng mặt trời là ánh sáng thể hiện cho sự vĩnh cửu, cho sự trường tồn với thời gian, đúng không ạ? Thì tại Hòn Thơm chúng ta có tòa cánh buồm, tòa biểu tượng cánh buồm vươn cao, và toàn bộ, nếu như chúng ta có thể thấy xong cái hình ảnh này, toàn bộ thiết kế của tòa cánh buồm này đều được làm bằng kính. Vì vậy nó sẽ đón nhận được các luồng ánh sáng của mặt trời, đón luồng những năng lượng tích cực từ mặt trời mang lại. Như phía đông khi mà mặt trời, khi hoàng hôn lên, bình minh lên, đúng không ạ? Hay là phía tây khi mà hoàng hôn buông xuống, hay là về ban đêm khi mà trăng đang sáng lên, thì tất cả những ánh sáng đó của thiên nhiên, của tự nhiên, đó là ánh sáng của mặt trời, của mặt trăng đều sẽ hội tụ về tòa cánh buồm như thế này. Thì đây, tòa cánh buồm của chúng ta, đó là biểu tượng của sự trường tồn, biểu tượng của sự thịnh vượng và sẵn sàng vươn ra biển lớn, Sun Group. Và anh chị chính là một trong những người tài năng nhất, những cái người mà truyền cảm hứng đến khách hàng, đến những chủ nhân trong tương lai các bất động sản của Hòn Thơm Paradise Island, đúng không ạ? Và tòa nhà cánh buồm này cũng chính là một cái biểu tượng có thể nói rằng là độc đáo nhất tính đến thời điểm hiện tại tại Phú Quốc, và trong tương lai cũng như thế ạ. Bên cạnh tòa cánh buồm của chúng ta thì một trong những biểu tượng nữa có thể kể đến đó chính là vịnh du thuyền tại phân khu Sun Iconic Hub, đúng không ạ? Vịnh du thuyền chúng ta đã quá thân quen rồi, nó nằm tại tọa lạc tại khu tại dự án The Santo Port. Trong những ngày vừa qua chúng ta đón nhận những luồng tích cực từ khách hàng, đúng không ạ? Hay tại ngay tại vịnh du thuyền này thì chúng ta cũng sẽ có một biểu tượng nữa, đó chính là khu động bãi đậu trực thăng dành cho khách hàng, đó là những chủ nhân trong tương lai các bất động sản tại Hòn Thơm Paradise Island đến đây, đó là những khách hàng của giới thượng lưu, những khách hàng tinh hoa từ thế giới cũng như là Việt Nam sẽ đến đây, đúng không ạ? Và đó chính là quy tụ, đó chính là lý do vì sao chúng ta nói rằng là Hòn Thơm Paradise Island hay Sun Iconic Hub chính là nơi quy tụ những biểu tượng, những công trình biểu tượng của Sun Group tại đây ạ. Và ngoài ra, khi mà chúng ta phát triển dòng sản phẩm đó là shop house, the Santo Port tại Sun Iconic Hub, thì chính những căn shop house này trong tương lai cũng chính là những biểu tượng, cũng chính là những hình ảnh để chúng khách hàng đến đây để có thể check in, đúng không ạ? Và nếu như chúng ta có tìm hiểu đến những vịnh du thuyền nổi tiếng trên thế giới, có thể kể đến đó chính là ở Ý chúng ta có Marina de Portofino, đúng không ạ? Hay là Hercule của Monaco, hay là Vancouver tại Canada. Đó là những vịnh du thuyền mà tại đó những cái sản phẩm bất động sản không thể bỏ qua, và những sản phẩm gần như là gắn liền với vịnh du thuyền đó chính là những căn shop house đẳng cấp. Bởi vì sao? Tại vì sao ở những cái vịnh du thuyền trên thế giới như thế này lại đón nhận được khách hàng đón nhận những cái căn shop house là những sản phẩm bất động sản tại đây? Bởi vì vịnh du thuyền đó là nơi mà chúng ta kết nối giữa con người với nhau, giữa các vùng đất khác nhau trên thế giới đến với nơi địa điểm đặt cái vịnh du thuyền đó. Thì những người sử dụng du thuyền hầu hết sẽ là những khách hàng, những chủ nhân, những người khách hàng thượng lưu, đúng không ạ? Những người có tiền họ đặt chân đến đây. Chính vì vậy những căn shop house tại các vịnh du thuyền này đều sẽ luôn luôn đón nhận được những cái thông tin cũng như là đón nhận được sự yêu mến của toàn bộ giới tinh hoa cũng như giới thượng lưu đến đây, đúng không ạ? Vì vậy, cái tiềm năng kinh doanh tại các căn shop house này là vô cùng lớn. Và ngay tại Hòn Thơm Paradise Island của chúng ta vừa rồi đã ra mắt là shop house Santorini, đúng không ạ? Shop house The Santo Port. Chính vì vậy, trong tương lai gần, chỉ trong khoảng 3 năm nữa thôi, chúng ta có vịnh Marina tại Hòn Thơm Paradise Island mà đặt tại The Santo Port. Và đồng hành cùng với vịnh du thuyền đó là chúng ta có những căn shop house mang phong cách này, hay là những âm hưởng từ những khối kiến trúc hay là màu sắc của Santorini đến đây, và hứa hẹn đó sẽ cũng chính là
Guesthouse House này cũng chính là những cái biểu tượng mới tại Hòn Thơm Paradise Island cũng như là tại Phú Quốc đúng không ạ? Và tiếp theo, và một cái sản phẩm, một cái gọi là biểu tượng mới cũng không thể nào mà không nhắc tới được, đó chính là Clubhouse. Mà tại đó Clubhouse này chúng ta đặt tại một dự án mà tôi và chị Quyên sẽ giới thiệu sắp tới, đó chính là The Sailing Bay thuộc phân khu Sun Iconic Hub. Và cái Clubhouse này thì sẽ có biểu tượng là chúng ta có thể nhìn thấy rằng là biểu tượng của Clubhouse giống như là một chiếc nón. Chiếc nón nó giống như là một cái biểu tượng gọi là gắn liền với hình ảnh của những người dân Việt Nam. Vì vậy mà chúng ta muốn cho thế giới biết rằng là những cái hình ảnh mà chúng ta đã tồn tại suốt hàng năm, hàng nghìn năm nay đều có thể trở thành những biểu tượng vươn tầm được ra thế giới, đúng không ạ? Và tại Clubhouse này của chúng ta sẽ có những tổ hợp tiện ích bao gồm bể bơi này, hay bên trong chúng ta có những khoảng không gian vô cùng rộng. Đây hứa hẹn là một tương lai sẽ là một điểm tụ mới tại Hòn Thơm và Đài Iceland, cũng như là một điểm tụ mới tại Sun Iconic Hub hay tại Phú Quốc khi mà họ đến với Hòn Thơm Paradise Island, khi trải nghiệm các dịch vụ, các tiện ích tại đây thì họ sẽ có thể là đến với cái Clubhouse này để trải nghiệm các dịch vụ cũng như là sử dụng các tiện ích tại đây. Và một điểm đặc biệt là Clubhouse này của chúng ta, như anh chị một vài hôm vừa rồi tôi đã gửi cho anh chị cái tổng mặt bằng dự kiến của The Sailing Bay, thì cái Clubhouse này sẽ đặt tại vị trí trung tâm của The Sailing Bay. Vì vậy cái tiềm năng đón nhận khách hàng đến đây để thưởng lãm nghệ thuật này, để thưởng lãm những gọi là ánh sáng từ hoàng hôn mang xuống này, hay có thể trải nghiệm những dịch vụ tại bãi biển, bãi chào đúng không ạ, thì Clubhouse này cũng chính là một cái điểm tụ mới chắc chắn sẽ được thu hút khách hàng trong tương lai gần ạ. Rồi ạ, và có thể nói rằng là tòa nhà biểu tượng hình cánh buồm chính là át chủ bài của đảo Thiên Đường nói riêng và của Phú Quốc nói chung. Và với biểu tượng vươn cao, vươn tầm ra biển lớn như thế này, chắc chắn rằng tòa nhà cánh buồm này sẽ sánh ngang với các cường quốc trên thế giới như là Dubai hay là Tây Ban Nha, đúng không ạ? Thì Bồ Đào Nha cũng là một trong những cái quốc gia có biểu tượng hình cánh buồm như thế này. Và trong tương lai gần, Việt Nam chúng ta sẽ còn rạng rỡ hơn nữa khi cái tòa biểu tượng này được sunroof kiến tạo và hình thành nên. Trước khi đến với tòa cánh buồm này, giới thiệu cho anh chị về tòa cánh buồm, thì chúng ta có thể cùng nhau đi qua một chút về hình ảnh cánh buồm mà trên thế giới họ đã làm gì với tòa cánh buồm như thế này ạ. Tòa cánh buồm với ý nghĩa vô cùng to lớn, đó là mang khát vọng vươn ra biển lớn này, hay thể hiện sự vững chãi đương đầu với những ngọn sóng, đúng không ạ, hay là cũng thể hiện của sự thành công khi mà cánh buồm này đã cập bến vào trong bờ biển, đúng không ạ. Và có thể kể đến tại Dubai, chúng ta có những tòa cánh buồm vô cùng nổi tiếng. Có thể nói rằng là một trong những đất nước giàu có xa hoa bậc nhất thế giới, thì họ đã lựa chọn hình ảnh cánh buồm là một cái biểu tượng của đất nước, đúng cái vùng đất đặt tại đây ạ. Có thể kể đến tòa Burj Al Arab Hotel tại Dubai này, hay tòa Iris Bay ở Dubai, hay là Abu Dhabi tại tiểu các vương quốc Ả Rập, đúng không ạ, đều là biểu tượng của những cánh buồm, của những cánh thuyền đang nhô ra biển lớn đây ạ. Hay là một sản phẩm, một công trình kiến trúc của Tổng thống Donald Trump đã đặt tại Panama, đó chính là tòa tháp Trump Ocean Club, đúng không? Cũng là một cái biểu tượng hình cánh buồm hình cánh buồm vươn ra biển lớn ạ. Hay là vùng đất nơi sinh ra cầu thủ nổi tiếng thế giới Cristiano Ronaldo, đúng không ạ, CR7, đó chính là tòa tháp Tor Vasco da Gama Lisbon đặt tại Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, mỗi một cánh buồm ở các vùng đất này đều có những kiến trúc khác nhau, đều có những ý nghĩa khác nhau, và mục đích sử dụng đôi khi nhưng mục đích sử dụng lại giống nhau, đó là đặt những cái dịch vụ đẳng cấp này, sang trọng, xa hoa trên thế giới đều tụ hội về những tòa nhà cánh buồm này. Có thể kể đến là những khách sạn 5 sao, 6 sao hay 7 sao, đúng không ạ? Và mỗi một tòa cánh buồm ở các vùng đất trên thế giới này đều mang những vẻ đẹp riêng biệt, khác nhau, đúng không ạ? Đó. Và tôi có thể lấy ví dụ một chút về một tòa nhà cánh buồm có thể của một đất nước xa hoa bậc nhất thế giới, đó là tòa cánh buồm Burj Al Arab Hotel tại Dubai. Với những với tòa cánh buồm như thế này thì ở Dubai họ đã làm gì? Họ đã đặt những công năng như thế nào trong tòa tháp này ạ? Và có một điều muốn chia sẻ với anh chị, đó chính là đây
Cái tòa cánh buồm này nó không phải đặt ở một cái hòn đảo tự nhiên giống như hòn thơm Rhode Island, mà cái hòn đảo này của tại Dubai là một hòn đảo nhân tạo mà đất nước này họ đã xây dựng nên cái hòn đảo nhân tạo này và đặt cái vị trí cánh buồm tại đây là một công trình biểu tượng và một trong những tòa tháp cao nhất thế giới tính tới thời điểm hiện tại ạ. Và với diện tích đất của cái hòn đảo nhân tạo này để xây dựng cái tòa cánh buồm này là vào tầm khoảng hơn 3 hectare một chút đặt cánh buồm ở đây ạ. Và với thời gian xây dựng là tầm khoảng 6 năm từ năm 1994 cho đến năm 1999, một thời gian cũng có thể nói rằng là cũng đã lâu rồi và cũng khá dài khi mà họ mất thời gian tầm khoảng 6 năm thì mới xây dựng xong được cái tòa tháp cánh buồm như thế này. Và chi phí ước tính để xây dựng nên tòa cánh buồm này đó là khoảng 1,6 tỷ đô, một chi phí vô cùng lớn ạ. Và tổng cái chiều cao của tòa tháp khách sạn này là 321 mét với độ cao 56 tầng. Và những cái thông số, những cái số liệu hay là những cái thông tin mà tôi đã collect được ở trên mạng đó chính là trong cái tòa nhà cánh buồm này của Dubai, chúng ta có khoảng 24.000 mét vuông được lát đá cẩm thạch. 24.000 mét vuông là đá cẩm thạch đúng không ạ? Và đá cẩm thạch có thể nói rằng một loại đá vô cùng đẹp, những loại đá tốt trong phong thủy đúng không ạ? Đó là ý niệm của người Việt Nam là như vậy. Và ngoài ra Dubai là một đất nước nổi tiếng với những cái sản phẩm này, với những công trình này, hay là thậm chí đó là những cái món đồ uống như là cà phê. Đó là những món đồ uống hay là những công trình mà có thể rác vàng. Rác vàng đúng không ạ? Thì ngoài cái việc mà tại cái tòa tháp khách sạn này được lát đá cẩm thạch thì bên trong cái tòa tháp này đã được người Dubai người ta xây dựng đó là được, phải được ngoài cái việc lát đá cẩm thạch thì còn được mạ vàng rất là nhiều, được dát vàng rất là nhiều ạ. Và trong cái tòa tháp này thì họ đã làm gì? Trong tòa tháp này với 56 tầng họ đã có một hệ thống tiện ích vô cùng đẳng cấp, có thể kể đến số lượng là 60 quầy tiếp tân của 56 tầng ạ. Đó, và bên trong cái khách sạn này còn có bể bơi nhô ra phía vịnh này, hay là có phòng gym vô cùng đẳng cấp này, hay là có quầy bar, có spa cao cấp và sân trực thăng ở trên không này. Và một điểm đặc biệt đó là sân trực thăng của cái tòa tháp này còn được sử dụng để làm sân tennis và toàn bộ nó sẽ lơ lửng ở phía trên không vô cùng cao ạ. Và trong hình ảnh anh chị có thể thấy rằng là tại tòa tháp này, tất nhiên là các tòa tháp bao giờ cũng sẽ có một cái hình tượng, đó là một cái công năng sử dụng, đó chính là nhà hàng đúng không ạ? Để làm đó là nhà hàng ở dưới lòng đại dương ạ. Và ngoài cái nhà hàng dưới lòng đại dương này ra, một sự khác biệt thì cũng như thường lệ như các tòa khách sạn khác có, thì chúng ta còn ở Dubai họ còn có nhà hàng ở trên cao nữa, và toàn bộ đều được trải thảm này cũng như là được dát vàng. Và đối với các căn phòng khách sạn thì ở đây họ có tới 202 phòng khách sạn ạ. Đặt trong cái tòa nhà cao 321m, 56 tầng và chỉ có 202 căn phòng khách sạn thôi. Và diện tích là từ 169m cho đến 780m2. Đó là những tổ hợp những phòng khách sạn cao cấp, những cái căn phòng dành cho tổng thống này, căn phòng đều được mạ vàng này, hay là từ cầu thang hay trải thảm, vô cùng sang trọng đúng không ạ? Và mang phong cách của hoàng gia, và những món đồ ăn ở trong này cũng là những món đồ ăn xa xỉ nhất dành cho những khách hàng gọi là giới thượng lưu của thế giới đến với Dubai. Ngoài ra tại đây thì họ còn có những cái tiện ích có thể nói rằng là dịch vụ xa xỉ, sẽ xa xỉ khi đến với cái tòa tháp khách sạn ở Dubai này, đó là những chiếc xe hơi ạ, đẳng cấp ạ, để đón các khách hàng đến đây, hay là cái sân đậu trực thăng như thế này ạ. Điểm đến trực tiếp khi mà chúng ta hay là có dù cơ hội du lịch đến Dubai bằng trực thăng này, hay là đón những khách hàng thượng lưu đến đây bằng trực thăng, thì toàn bộ cái điểm ở trên cao này đó là những cái điểm mà nơi đặt chân đến đầu tiên của các tầng lớp thượng lưu. Và điều này thấy rằng gì ạ? Và tại Hòn Thơm Paradise Island của chúng ta cũng sẽ có những cái dịch vụ đẳng cấp tương tự như vậy, như chúng ta cũng sẽ có marina đúng không ạ? Chúng ta cũng sẽ có sân đậu trực thăng dành cho khách hàng giới thượng lưu đến với Hòn Thơm Paradise Island. Và toàn bộ đó là những hình ảnh minh họa cho tòa tháp biểu tượng cánh buồm trên thế giới. Họ đã làm gì với các tòa tháp cánh buồm như thế này, và lý do vì sao họ lại lựa chọn biểu tượng cánh buồm là biểu tượng cho đất nước của họ này. Thì tại Hòn Thơm Paradise Island của chúng ta cũng sẽ có tòa tháp cánh buồm, và sau này trong tương lai cũng sẽ mang tầm đẳng cấp thế giới này, sang trọng, xa hoa, xa xỉ, và nơi
hội tụ của các khách hàng là giới thượng lưu về đây. Và tiếp theo, để cho anh chị có những thông tin về cái tòa tháp cánh buồm này của Hòn Thơm Paradise Iceland. Ok. Cảm ơn Tùng với cái phần chia sẻ ban đầu đã giúp cho mọi người thấy được cái tâm huyết của Sun Group khi mà ngay từ trong cái tên gọi, chúng ta đã gọi nơi này là nơi quy tụ của những công trình biểu tượng. Thì cái công trình biểu tượng đó nó không phải là chỉ có một công trình, mà chúng ta có nhiều công trình biểu tượng cùng quy tụ về đây. Và mọi người thấy trong cái cách mà chủ đầu tư bố trí, thì chúng ta một cái bãi biển hình vòng cung, chúng ta có hai cái điểm đầu của hai bên vòng cung đó, chúng ta làm hai cái công trình biểu tượng. Một bên là bến đỗ du thuyền và trực thăng, một bên là tòa nhà cánh buồm. Và ở chính giữa chúng ta cũng có một cái điểm, một cái công trình điểm nhấn, đó là cái clubhouse, có cái không gian rất là rộng thoáng kết nối ra biển. Thì như vậy mọi người sẽ hình dung là toàn bộ cái tổ hợp này quy tụ nhiều công trình biểu tượng và nó tạo thành một cái cung đường thương mại rất là sầm uất. Và ở đây nó không đơn thuần giống như những cung đường thương mại khác. Nó khác ở cái chỗ nào? Nó khác ở chỗ là vì cái tính chất của những cái công trình này mình làm ra rõ ràng là nơi điểm đến của những cái dịch vụ, những cái tiện ích nó cao cấp hơn. Do đó nên anh thu hút rất là đông. Nhưng cái đông đó là đông nhắm tới những cái khách hàng chi tiêu cao. Và Quy muốn nhắc đi nhắc lại nhiều lần với chúng ta là cái khu này chúng ta làm thương mại nhưng rất khác biệt với những khu thương mại khác. Đó là nơi đây từ trong cái cách quy hoạch, trong cách chúng ta làm kiến trúc, trong cách chúng ta phát triển cái sản phẩm và trong cách chúng ta đặt để những cái tiện ích, nó đều là những cái tiện ích nó cùng đẳng cấp với nhau, hướng tới khách hàng chi tiêu cao. Cho nên cũng là thương mại, nhưng mà cái cung đường này cũng là thương mại, nhưng mà cái khu vực này, cái zone này đều tập trung những cái sản phẩm và dịch vụ cao cấp hơn. Và nó là nơi thu hút dòng chảy thương mại thượng lưu hơn. Thì Tùng mới vừa chia sẻ để cho anh chị em hình dung được là ở trên thế giới thì rất là nhiều cái quan điểm từ phương Đông cho tới phương Tây. Họ rất là yêu cái hình tượng của cánh buồm. Tức là cái gì vừa vươn ra khơi, rồi cái gì căng tràn và có đầy sức sống thì nó cũng biểu thị cho cái sự thịnh vượng, cho dù cái đó là văn hóa Á Đông hay là văn hóa châu Âu hay là châu Mỹ. Các bạn quản trị viên, các bạn canh tắc mít, các bạn khác giúp mình. Thế thì cái biểu tượng cánh buồm này nó được yêu thích từ phương Đông sang phương Tây và trên thế giới. Lúc nãy Tùng cũng mới vừa giới thiệu, chúng ta có nhiều cái tòa cánh buồm được yêu thích và điển hình như là ở Dubai. Thì anh chị thấy là 10 người đi du lịch ở đó thì đã có 9 người đến cái khu vực của cái tòa nhà cánh buồm để check in. Và cái đó là một cái biểu tượng để cho một cái sự đánh dấu rất là rõ ràng là tôi đã đến đó, tôi đã đến cái khu vực này. Và tuyệt vời hơn nữa là những người mà người ta sử dụng dịch vụ đó, người ta cảm thấy rất là tự hào vì khẳng định cái giá trị bản thân. Tôi không phải chỉ là người đến check in ở đây, tôi là người đến đây để sử dụng dịch vụ. Họ lưu trú ở đó, họ có cái niềm tự hào của họ. Và họ sử dụng dịch vụ họ ở cái khu vực này, họ có cái niềm tự hào của họ. Tại vì anh bước vào đó chi tiêu dịch vụ thì nó không đơn thuần chỉ là anh chi trả với cái mức giá bình thường. Ở đó anh được phục vụ cái đẳng cấp cao hơn và anh chi trả với cái mức chi tiêu cao hơn. Thì cái điều đó anh chị cũng thấy vì sao người ta có thể trả chỉ cần gấp đôi cái vé phổ thông để người ta đi được cái vé hạng thương gia. Nhưng mà giờ đây người ta sẽ trả vài tỷ đồng để một cái chuyến bay chuyên cơ riêng. Thì chúng ta thấy là ở trong cái khung chi tiêu của người thu nhập cao và lên hơn nữa, đó là tầng lớp thượng lưu và thành đạt, thì người ta có rất là nhiều cái mối quan tâm cao hơn tiền bạc. Tức là đối với họ, tiền không phải là yếu tố quan trọng nhất. Đối với họ, cái sự tiết kiệm ở đây là tiết kiệm về thời gian. Đối với họ, cái sự ưu tiên hàng đầu ở đây là an toàn, là thuận tiện, là sự trải nghiệm trọn vẹn nhất. Do đó nên là người ta chi tiêu, người ta sẵn lòng chi tiêu không phải cao hơn gấp đôi, gấp ba đâu anh chị, mà cao hơn thậm chí là gấp 10 lần, gấp 20 lần, gấp 30 lần, gấp 100 lần cho những cái dịch vụ mà họ cảm thấy là xứng đáng. Thì như vậy thì người ta tiêu tiền những cái dịch vụ xa xỉ đó, người ta tiêu tiền, thực ra nó không phải là tiêu hoang, bởi vì những cái tiêu tiền đó thì nó bao hàm trong đó cái giá trị về kiến trúc, rồi giá trị về nghệ thuật, rồi những cái tinh hoa trong ẩm thực, rồi những cái tinh hoa trong nghệ thuật người ta mang về đó để người ta phục vụ cho những người thành đạt nhất trên thế giới. Thì cái tòa nhà cánh buồm của Dubai rất là thành công về mặt du lịch, mà không phải là du lịch lịch phổ thông, mà đó là thành công trong việc là thu hút du lịch cao cấp. Và nếu mà anh chị lúc nãy vừa nghe qua Tùng giới thiệu thì thấy là tòa nhà đó hiện nay đang là điểm đến
một trong những cái điểm đến cũng khá là được nổi tiếng trên thế giới. Tuy nhiên về cái thưởng thức nghệ thuật á, thì có nhiều cái quan điểm đó. Có người thì cho rằng cái tòa đó là xa hoa, là lộng lẫy, nhưng mà có người người ta không thích cái nét kiến trúc như vậy, người ta cho là nó nặng nề và rườm rà, bởi vì những cái bức cột rồi những cái chi tiết trang trí và những cái chạm khắc mang cái khá là nặng về vàng, về cẩm thạch, về đá quý, làm cho cái không gian nó tuy là đẹp, đắt tiền nhưng mà nặng nề. Còn tại nhà cánh buồm của chúng ta thì sẽ phát triển theo một cái hình thái, đó là về cái hình thể thì nó cũng thanh thoát hơn. Nó là một cái cánh buồm với cái khối đế hình bông tàu đang vươn mình hướng ra biển. Và cái thân á, cái thân của cái tòa nhà cánh buồm thì nó uốn cong để mà vươn ra, hướng ra phía đại dương. Nếu như mà anh chị nghiên cứu sâu hơn thì cũng cùng là tòa cánh buồm, nhưng mà tòa cánh buồm của chúng ta thì có 3 nét độc đáo hơn hẳn so với tất cả các tòa cánh buồm đang có trên thế giới, kể cả tòa cánh buồm nổi tiếng nhất đang ở Dubai. Cái thứ nhất đó là chúng ta có cái phần cái khối đế thương mại, nó là một cái hình của cái bông tàu, của một cái mũi tàu, mà cái này trên thế giới chưa có cái tòa cánh buồm nào có được cái điều đó. Và chúng ta là một cái mũi tàu, mà mũi tàu đó nó nằm ở trên cái gành đá tự nhiên, cho nên nó có xu hướng hướng ra trên biển, để mà những cái góc nhìn đó, chúng ta có rất nhiều cái góc nhìn, chúng ta nhìn lên thì chúng ta cảm thấy đó thực sự là một cái cánh buồm đang ở trên cái thân của con tàu. Đó là cái đẹp trong cái hình thể kiến trúc. Cái thứ hai chúng ta độc đáo hơn nữa là trong cái kết cấu. Tòa nhà này nó là một cái đồ án rất là thách thức về mặt kết cấu. Thì cái tính thách thức, tôi sẽ tìm một cái hình minh họa ở đây. Cái hình này các anh chị sẽ thấy rõ nét hơn. Cái phần khối đế mà tôi vừa nói, anh chị thấy là một cái khối đế rất là vững chãi và rất là khổng lồ, từ ở trong phía trong đất liền bắt trải dài ra phía cái gần đá ở phía ngoài, vươn ra phía ngoài, trở thành giống như anh chị đang nhìn cái phần khối đế mà giáp với mặt nước biển, nó thực sự là một cái bông tàu. Và phía phần thân ở trên nó thực sự là một cái cánh buồm đang ưỡn ngực ra, đang căng buồm ra để mà chuẩn bị vươn ra khơi. Mà cái vươn ra, cái uốn cong về mặt cái kết cấu nó rất là phức tạp. Và cái đồ án này đang là cái tòa cánh buồm có cái kết cấu phức tạp nhất trên thế giới, vượt xa so với cái độ phức tạp của cái tòa kết cấu cánh buồm mà của Dubai họ đang làm. Anh chị biết cái tòa Dubai đó thì được rất là nhiều các cái chuyên đề nghiên cứu về kết cấu công trình, họ lấy cái đó làm cái gọi là cái case study để mà phân tích về cái thi công kết cấu của cái tòa nhà có kiến trúc độc đáo. Tuy nhiên nó chưa là gì so với cái tòa cánh buồm của chúng ta. Bởi vì bản thân á, cái tòa cánh buồm của Dubai thì nó là họ xây theo cái dạng cái hình chữ V, và sau đó họ gọi là họ nối cái kết cấu lại, trở thành nó khép lại thành một cái khối có cái hình thù nó là đường cong thành hình cánh buồm. Còn ở đây chúng ta cong từ dưới chân, chúng ta cong lên tới cái phần trên, cái đỉnh của cái tòa tháp, nó tạo thành một cái đường cong rất là mềm mại và đúng nghĩa là một cái cánh buồm đang vươn ra khơi, đang vươn mình ra khơi, đang căng buồm ra ra biển lớn. Thì đó chính là cái lý do mà vì sao khi mà chúng ta đưa cái hình ảnh tòa nhà cánh buồm này lên các phương tiện truyền thông, thì những người trong cái giới mà hiểu về thi công, về xây dựng, về kiến trúc, về kết cấu, thì họ mới thấy đây là một cái công trình rất là khủng. Mặc dù chưa một ai hỏi là cái tòa nhà này cao bao nhiêu tầng, hay là chưa một ai hỏi về cái kỷ lục chiều cao, người ta chỉ cần nhìn cái khối đế, người ta chỉ cần nhìn cái kết cấu và cái kiến trúc, thì người ta khẳng định đây sẽ là một cái công trình vang danh trong tương lai khi mà nó hoàn thành. Thì đó là với cái con mắt của người lành nghề, họ chỉ cần nhìn vô là họ biết. Và đó chính là lý do vì sao các anh chị thấy là chủ đầu tư sử dụng cái hình ảnh này nó rất là chạm đến những người mà người ta hiểu biết. Và do đó nên là chỉ cần bằng một cái hình ảnh này, người ta biết cái vùng đất có cái tòa nhà này chắc chắn sẽ trở thành vùng đất biểu tượng. Và đó chính là cái lý do mà anh chị không cần nói gì nhiều. Anh chị chỉ cần nói là anh chị bán cái bất động sản ngay liền kề với cái tòa nhà biểu tượng này, thì lập tức cái bất động sản đó được khách hàng, được nhà đầu tư, những người mà rất là giàu trải nghiệm, họ rất là quan tâm. Còn nếu như mà họ không phải là người trong lĩnh vực kiến trúc và trong lĩnh vực xây dựng, hoặc là họ chưa có, họ trái ngành, thì cần anh chị giải thích một chút để cho họ hiểu. Và cái đó chính là cái việc đầu tiên ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ để cho các anh chị hiểu được là vì sao chúng ta cứ nói cái tòa nhà này là tòa biểu tượng. Bây giờ anh chị nhìn cái cánh buồm của mình xong, bây giờ anh chị quay lại anh chị nhìn thấy cái cánh buồm của các đơn vị khác thì anh chị sẽ thấy nó khác hẳn.
Nó chỉ là một cái khối đế vuông vuông bức hình hình vuông hình chữ nhật đặt trên đất liền, và sau đó thì cái kết cấu là gọi là cũng vẫn là cái không phải là cái đường cong của công trình, mà cái kết cấu đó là họ chỉ gọi là nắn gọt bớt để cho cái hình dạng nó nhô ra, nó phục vào để cho nó tạo thành cái đường lượn sóng, chứ không phải như cái kiến trúc của chúng ta là chúng ta hoàn toàn là những cái đường cong theo cái kết cấu từ ở dưới cái bông tàu lên tới cái đỉnh của cái tòa tháp. Thì đó chính là cái lý do mà tạo ra cái sự độc đáo, mà những người càng am hiểu, càng trải nghiệm, họ chỉ cần nhìn thấy công trình này, họ biết chắc chắn mua bất động sản ở trên cái hòn đảo này nó sẽ trở thành điểm đến của những biểu tượng, và làm kinh doanh ở đây nó sẽ vô cùng thịnh vượng. Dự án. Thế thì cái tòa nhà cấm quần của chúng ta có cái gì bên trong? Cái điểm thứ ba, lúc nãy tôi nói hai điểm, điểm thứ ba đặc biệt của tòa cánh buồm của chúng ta đó là về cái quy mô của khối đế. Chúng ta có một cái quy mô là 42.000 mét vuông, đó là một cái khối đế rất là rộng lớn và lớn hơn hẳn tất cả các cái kỷ lục của các cái tòa cánh buồm khác trên thế giới. À, chúng ta so với Dubai họ có khoảng 3 hecta tức là 30.000 mét vuông, thì chúng ta hơn hẳn họ tới 12.000 mét vuông, chúng ta là 42.000 mét vuông. Và trong cái 42.000 mét vuông này chúng ta thi công ở trong đó những cái công năng gì? Thì chúng ta tập trung vào hai phần, phần khối tháp chúng ta sẽ làm một cái sky lounge và cái nhà hàng gọi là ẩm thực, mà ẩm thực cao cấp ở trên phía ở trên cao, để cho những cái khách hàng mà tới đây họ có cái tầm view bao quát, họ có cái tầm view panorama toàn cảnh đảo Thiên Đường và cả cả nhìn thấy về cả thị trấn An Thới và Phú Quốc. Thì phần khu vực ở không gian ở trên đó nó khoảng 800 mét vuông, và chúng ta có khoảng 300 phòng khách sạn 5 sao cộng tiêu chuẩn, và chúng ta sẽ sử dụng đơn vị vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế. Còn đối với phần khối đế thì sao? Chúng ta có cái sàn khối đế rất là khủng, và với cái sàn khối đế này thì chúng ta sẽ có rất là nhiều công năng, và công năng ở đó thu hút được những cái sự kiện gọi là quy mô lớn chưa từng có của Phú Quốc. Và đảo Thiên Đường của chúng ta không hề thiếu bất kỳ một cái dịch vụ, một cái tiện ích nào, và luôn luôn có thể đáp ứng được mọi nhu cầu. Chỉ cần khách hàng có đủ tiền là chúng ta luôn luôn đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng. Ở đây nếu mà nói với những cái khách hàng mà đi theo diện doanh nghiệp hoặc là những cái cuộc họp thượng đỉnh thì chúng ta hoàn toàn có thể đáp ứng được, và chúng ta đang đi theo cái tiêu chuẩn đó. Và chúng ta có ballroom để phục vụ cho hội thảo, hội nghị, triển lãm, tiệc cưới, và chúng ta có không gian những cái phòng họp. Thì tổng diện tích của cái phần này riêng về phần hội nghị đã là hơn 1.800 mét vuông. Và chúng ta cũng sẽ có casino và các tiện ích đi kèm khoảng 6.000 mét vuông trong cái phần cái khối đế. Và chúng ta sẽ có cái không gian biểu diễn giải trí đa năng, như là biểu diễn cái khán phòng để biểu diễn âm nhạc nè, những cái cuộc thi như thi hoa hậu, thi nghệ thuật và các cái show giải trí khác. Thì chúng ta sẽ có cái phần không gian đó nó riêng biệt so với cái casino nha, à, riêng biệt so với cái ballroom nha anh chị. Cái không gian dành cho những cái nhạc hội này là nó riêng, bởi vì chúng ta sẽ đầu tư cái hệ thống âm thanh ánh sáng nó khác hẳn luôn. Tức là vô trong đó là những cái bữa tiệc âm thanh ánh sáng được trang bị những cái công nghệ tối tân nhất, nó khác hẳn với cái trang bị cho ballroom, cho phòng họp, cho hội nghị. Và tiếp tới là chúng ta có spa, gym, wellness center khoảng 1.500 mét vuông. Chúng ta cũng có cái không gian khoảng 1.000 mét vuông dành cho các hoạt động về ăn uống, những khu F&B, những khu food court. Chúng ta có phần thương mại á, riêng về cho những cái thương hiệu, những cái nhãn hàng cao cấp mà xứng tầm, dĩ nhiên đi kèm với những cái hội nghị hạng sang như vậy, rồi đi kèm với casino, rồi đi kèm với không gian biểu diễn nghệ thuật. Thì các anh chị hình dung là những cái thương hiệu mà những cái nhãn hàng chúng ta chọn thì sẽ là luxury brand name, chứ không phải là mass như mà chúng ta hay thấy ở trong các cái shop house. Thì đó sẽ là điểm dừng chân của những cái thương hiệu hạng sang. Chúng ta có khoảng 1.000 mét vuông thương mại dành cho những thương hiệu hạng sang này. Và đặc biệt cái phần mà các anh chị hay thấy trên những cái hình ảnh là hình ảnh cái phần 5.000 mét vuông bể bơi vô cực và cái không gian sàn cảnh quan để mà ngắm hoàng hôn và đường dạo ven biển. Bởi vì chúng ta là một cái bông tàu, một cái mũi thuyền đang hướng về phía Tây, chúng ta đón trọn cái khoảnh khắc hoàng hôn. Và trong kinh doanh ở những cái thành phố biển thì anh chị biết rồi,
nơi nào mà nắm giữ được, nơi nào mà giữ chân được khách hàng trong cái khoảnh khắc hoàng hôn thì nơi đó đón trọn cái lượng tiêu dùng từ chiều cho đến đêm. Tại vì khi người ta dừng chân ở đó ngắm ánh hoàng hôn xong rồi thì nó đã tới cái bữa ăn tối. Nên người ta dùng trà chiều để ngắm hoàng hôn, sau đó sẽ là bữa ăn tối. Sau bữa ăn tối sẽ là cà phê, shopping, đi mua, đi sắm, đi spa, đi massage. Và đêm xuống nữa thì bắt đầu là đi quẩy, đi bar, đi pub. Và khi say say lên rồi thì dịch vụ từ A tới Z cái gì cũng họ cũng có thể chi tiêu để mà họ sử dụng. Thì trong cái du lịch biển, nơi nào giữ chân khách tại cái khoảnh khắc hoàng hôn thì nơi đó nắm giữ toàn bộ cái cơ hội đón trọn cái dòng tiền chi tiêu của nền kinh tế đêm. Cho nên nếu mà nói anh làm kinh tế đêm nhưng mà anh không đón được người ta, anh không giữ chân được người ta từ sớm thì đó cũng là một cái thiếu sót trong cái chiến lược kinh doanh. Cho nên các anh chị nhìn thấy là Sun Group phát triển những cái khu mà có cái hướng Tây thì chúng ta luôn luôn tối ưu cái việc là những điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất và giữ chân khách từ chiều cho đến đêm. Thay vì người ta chỉ phát triển kinh tế đêm thì chúng ta phát triển kinh tế từ hoàng hôn cho đến đêm, là chúng ta còn đi một cái bước đi dài hạn hơn nữa. Thì đó là cái câu chuyện của cánh bồn. Tôi chia sẻ thêm một tí xíu về cái hình ảnh, về công năng để cho anh chị thấy là cái độ khủng của cái tòa nhà này. Để đôi khi chúng ta không hình dung ra hết, chúng ta thấy cứ thấy nó đẹp thôi, nhưng mà chúng ta chưa mô phỏng được cái đẹp đó cho khách hàng. Thì đối với cái phần công năng, ở đây tôi giới thiệu cho anh chị một cái mặt cách. Thì anh chị sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ có cái phần khối đế, có phần casino, rồi có cái phần các cái không gian dành cho mua sắm, thương mại. Chúng ta sẽ có cái bông tàu, là chúng ta làm bể bơi, vô cực, khu sàn dạo cảnh quan. Và ở đây anh chị nhìn thấy ở phía bên góc của màn hình, góc trái của màn hình, thì chúng ta sẽ có một số cái khu vực, đó là dành cho điểm đến về nghỉ dưỡng. Ở đây nó sẽ là một cái hạng mục riêng của cái phần tòa nhà cánh bồm này. Và toàn bộ cái bãi biển bãi trào này, toàn bộ cái Sun Iconic Hub này, nó là một cái điểm đến, một cái dòng chảy thương mại rất là thịnh vượng, rất là đông đúc, rất là tấp nập. Cho nên nghỉ dưỡng anh sẽ được tách biệt ra, anh nằm riêng một nhánh để đảm bảo cái sự riêng tư, yên tĩnh ở phía bên này. Nó hai cái tính chất nó hoàn toàn khác biệt nhau. Toàn bộ cái bãi biển vòng cung của cái bãi trào này định hình cái tính chất của anh, là anh rất là sôi động, anh rất là tươi vui, anh rất là nhộn nhịp từ ngày cho đến đêm luôn. Và anh là dòng chảy thương mại chứ không phải là dòng chảy nghỉ dưỡng đơn thuần, không phải là tựa lưng vào thiên nhiên rồi lắng nghe hơi thở thiên nhiên. Lắng không có nghe được đâu, tại vì lúc nào anh cũng là pool party, anh cũng là casino, anh cũng là những hoạt động nó rất là sôi động ở cái khu vực này. Anh lúc nào anh cũng là du thuyền đến du thuyền đi, trực thăng đến trực thăng đi. Nó là một cái không khí rất là náo nhiệt nhưng mà đầy mùi tiền, chứ không phải náo nhiệt mà đông 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 như kiểu chợ nha anh chị. Chúng ta phân biệt rõ hai hình thái này. Cái điểm đến này là điểm đến của dòng khách chi tiêu cao. Tiếp tới một cái hình này thì để cho anh chị nhìn thấy cái luồng khách, toàn bộ luồng khách sẽ di chuyển theo hướng nào. Toàn bộ luồng khách đến đây họ sẽ di chuyển theo hướng là họ cập cảng bằng du thuyền, hoặc họ đến bằng trực thăng, hoặc họ đến bằng những cái chuyên cơ riêng. Thì nếu như vậy thì họ cái cách mà họ xuất hiện nó đã rất là thượng lưu rồi. Và trong cái dòng chảy đó, họ điểm đầu tiên họ dừng chân sẽ là Santo. Họ đến The Santo. Xong nếu như mà họ muốn có những cái trải nghiệm mua sắm cao cấp hơn, trong cái không gian nó khoáng đạt hơn, gần với bãi biển hơn, hay là pool party, hay là sử dụng những cái không gian mà có bờ biển, thì họ sẽ trải họ sẽ kéo dài cái hành trình trải nghiệm của họ trên cung đường đến với những cái khu Silent Bay. Và nếu như mà họ muốn ngắm nhìn đảo Thiên Đường từ trên cao thì điểm duy nhất đó chính là những cái khu vực ở trên phần thân của tòa cánh bồm. Như vậy thì chúng ta sẽ có một cái hành trình trải nghiệm từ The Santo đến The Silent Bay đến cái tòa nhà cánh bồm này. Nó kéo dài một cái hành trình chi tiêu từ khi họ đến, và toàn bộ cái cung đường bờ biển này nó là nối tiếp các không gian thương mại. Nhưng mà mỗi một kiểu không gian thương mại thì nó sẽ có một cái hình thái khác nhau. Và chúng ta sẽ, cái công việc của chúng ta là chúng ta hiểu từng cái hình thái khác nhau đó nó là như thế nào. Tôi share thêm cho anh chị thêm một cái bức hình nữa để cho các anh chị có nhìn rõ hơn về mặt công năng. Ở trong đây chúng ta nhìn thấy ballroom, rồi chúng ta thấy các cái phòng chơi của casino,
không gian của casino. Chúng ta có cái khu vực về cái sân khấu biểu diễn nghệ thuật và các cái khu chăm sóc sức khỏe, wellness center, gym, spa. Chúng ta có khu food court và khu F&B, khu retail. Thì đó chính là sơ lược qua để cho các anh chị biết cái độ khủng của một cái khối đế thương mại 42.000 m² thì nó to đến mức độ nào. Và thêm vào đó thì chúng ta phát triển ra, nối dài cái hành trình trải nghiệm này, nó không phải là chỉ có cái tòa cánh buồm này, mà nó còn là toàn bộ những cái bất động sản thương mại nằm trên cái cung đường The Silent Bay. Ở trên cái góc độ này thì các anh chị sẽ nhìn thấy cái mặt cắt của tòa nhà cánh buồm, thì chúng ta sẽ thấy cái phần ở phía bên dưới nó là cái khối đế thương mại và các cái công trình của khối đế. Và ở khu vực phía bên trên, đây là một cái phiên bản mà tạm thời nó đang là 25 tầng ở phía trên. Tuy nhiên chúng tôi đang gọi là đang tiếp tục còn tinh chỉnh, còn điều chỉnh để nó thực sự trở thành một cái tòa nhà mang tính biểu tượng, và có thể là nó sẽ còn nâng cái tầng cao hơn nữa. Bởi vì như anh chị đã biết thì cái đồ án trước đó Sun Iconic Hub thì chúng ta có 6 tòa nhà condotel. Nhưng mà hiện nay để làm nên cái tính độc đáo và độc nhất cho tòa nhà cánh buồm này thì chúng ta đã bỏ toàn bộ condotel. Chúng ta hạ xuống để mà làm boutique hotel. Và ở đây chúng ta sẽ còn một cái dư địa để chúng ta làm cho cái tòa cánh buồm này nó trở nên đặc biệt hơn. Gọi là cái cả về cái quy mô, cả về cái hình thái kiến trúc nó sẽ còn tiếp tục được tinh chỉnh. Và chúng tôi sẽ còn cập nhật tới anh chị trong thời gian tới. Như vậy thì chúng ta hãy cùng đặt một cái câu hỏi. Đó là nếu như ở một cái vị trí mà tôi tạm tô có màu vàng đó, ở một cái dải đất, ở một cái đường bờ biển mà nó kết nối giữa hai cái công trình biểu tượng hàng đầu của đảo Thiên Đường, nó kết nối ở cái chấm tròn màu đỏ thứ nhất là cái cảng du thuyền, cái bến du thuyền, cái chấm tròn màu đỏ thứ hai là cái tòa nhà cánh buồm, nơi mà bất kỳ ai sau này người ta đến Phú Quốc người ta cũng muốn đến đây, muốn check in với tòa nhà cánh buồm này, biểu tượng cho sự thịnh vượng, cho những cái chi tiêu xa xỉ nhất người ta muốn đến đây người ta tiêu dùng. Như vậy thì nếu mà anh chị trong vai trò một người làm công việc về phát triển bất động sản thì anh chị sẽ đặt những cái bất động sản nào ở giữa cái cung đường tơ lụa màu vàng, nơi kết nối của hai cái công trình biểu tượng hàng đầu của đảo Thiên Đường này, thì chúng ta sẽ làm gì? Nếu mà anh chị đi cùng Sun Group thì anh chị sẽ được nhìn thấy cái cách mà chúng ta tiếp cận đồ án, anh chị sẽ được nhìn thấy cái cách mà chúng ta phân tích địa hình, và anh chị sẽ được nhìn thấy cái cách mà chúng ta lựa chọn cái dòng sản phẩm để mà chúng ta phát triển. Thì ở đây chúng ta tự đặt câu hỏi cho mình. Nếu mà một bên là bến du thuyền rất là tấp nập và một bên là tòa nhà cánh buồm, một sức hút quá khủng khiếp về dòng chảy thương mại. Như vậy thì cái đoạn màu vàng ở giữa chúng ta làm mô hình gì? Nếu như mà nhiều anh chị nói là cái bãi biển nó quá đẹp mà chúng ta nên làm nghỉ dưỡng đi, nên làm biệt thự nghỉ dưỡng rồi nên làm condotel đi. Thì tôi xin thưa với anh chị là nếu mà nghỉ dưỡng, người ta cần cái sự tĩnh lặng. Như vậy thì ở giữa một cái bãi biển mà nó quá tấp nập như vậy, quá sôi động như vậy, sôi động ở đó người ta sử dụng dịch vụ từ ngày cho đến đêm luôn, thì anh chị sẽ không phải là điểm dừng chân của những kỳ nghỉ dưỡng tĩnh lặng. Mà nếu có phát triển nghỉ dưỡng thì nó cũng là loại hình lưu trú dành cho những người trẻ trung năng động. Họ thích ở đó để mà tiện sử dụng dịch vụ, tiện đi quẩy, tiện đi mua sắm, đi chơi bời, đi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, đi casino, chứ không phải là thái nghỉ dưỡng tĩnh lặng. Còn nếu anh chị nói nó là thương mại thì loại hình thương mại nào xứng đáng với cái đẳng cấp của một cái tòa nhà cánh buồm biểu tượng như vậy? Liệu rằng chúng ta là tiếp tục phát triển shop house ở đó hay là như thế nào? Tại vì dĩ nhiên một cái dòng chảy thương mại khủng khiếp đổ về tòa cánh buồm thì trên cái cung đường thương mại đó chắc chắn sẽ cần thêm rất nhiều cái bất động sản thương mại nữa. Nhưng mà nó nên là gì? Nó nên là những căn shop house liền kề nhau, hay là nó nên là những cái khối nhà cao tầng, hay là nó nên là hình thái gì? Tại vì nó phải xứng với cái đẳng cấp của toàn bộ cái khu vực bãi biển này. Khi người ta đến đây bằng du thuyền, khi người ta đã có một cái khu vực shop house
mang phong cách Santorini, mang tên là Santo, đón người ta ngay cảng du thuyền rồi. Thì tiếp theo, người ta trên cái cung đường trải nghiệm tới tòa cánh bồm, người ta muốn đi qua những cái dịch vụ nó đẳng cấp cao, người ta muốn thương mại ở đẳng cấp cao, người ta muốn giải trí ở đẳng cấp cao. Như vậy loại hình bất động sản sẽ là hình thái như thế nào? Thì để giải được cái bài toán nghỉ dưỡng, thương mại, đầu tư, 3 trong 1, nhưng mà nó mang cái hình thái là đẳng cấp nó cao hơn những căn shop house thông thường. Đó là cái bài toán đặt ra cho cái bãi biển Bãi Trào này, khi một bên là bến du thuyền và đã có shop house The Santo, và một bên là tòa nhà biểu tượng cánh bồm với rất là nhiều những cái tiện ích cao cấp và xa xỉ quy tụ lại tại cái tòa nhà cánh bồm này. Vậy thì cái phần ở chính giữa này, chúng ta chọn loại hình để chúng ta giải được bài toán, đáp ứng được nhu cầu cho những khách muốn nghỉ dưỡng, họ có cái dịch vụ về lưu trú để họ sử dụng. Rồi những người muốn về thương mại, họ có một cái không gian nhà hàng đẹp nhìn ra biển, họ có một cái không gian họ muốn mua sắm, họ có một cái không gian cái cũng là đi mua sắm nhưng mà mua sắm trong một cái không gian đẹp. Rồi họ muốn đi spa thì cũng là đi spa nhưng mà đi spa view ra được bãi biển. Thì cái điều đó chúng ta sẽ làm nên một cái loại hình gì? Chúng ta sẽ không phải làm những cái loại hình shop house bình thường, mà chúng ta sẽ lựa chọn 2 loại hình để phát triển. Một cái là chúng ta phát triển commercial, tức là loại hình làm thương mại. Và loại thứ hai là chúng ta phát triển boutique để mà làm cái loại hình về lưu trú. Như vậy cái commercial với lại cái boutique này nó khác gì so với cái shop house với lại so với cái mini hotel mà chúng ta hay thấy? Thì bây giờ Quyên giải thích để cho anh chị hình dung. Nếu mà chúng ta nói là chúng ta cũng làm ở đây là shop house, thì có nghĩa là những cái căn nhà nó cứ liền kề với nhau. Nó có cái không gian là san sát nhau hết. Mỗi căn chúng ta có 2 mặt thoáng, mặt trước mặt sau. Nhưng đối với một cái loại hình, cái commercial này, nó sẽ là thương mại nhưng mà cao cấp hơn. Cao cấp hơn này nó sẽ cao cấp hơn ở trong cái gì? Nó sẽ cao cấp hơn ở trong cái không gian để chúng ta làm ra cái sản phẩm. Và nó cao cấp hơn để trong cái cách mà chúng ta triển khai cái kiến trúc. Và đối với cái đó là cái phần về commercial. Thì cái commercial này chúng ta sẽ phát triển nó cũng mang tính thương mại, nhưng mà không phải là những căn nhà liền kề sát nhau, mà chúng ta sẽ làm cho nó có điểm dừng, có điểm cắt, có cái sự tách biệt các khối công trình. Thì chính cái sự tách biệt của các khối công trình này nó mang cái tính chất của một cái villa hơn. Cho nên ở đây chúng ta sẽ ra đời cái dòng sản phẩm là commercial villa, tức là hình thái là villa vì nó tách biệt các khối công trình, nhưng mục đích của nó là commercial, làm thương mại. Thì bản thân trong cái tên đó, anh chị tách ra cái cấu phần, anh chị cũng đã thấy nó cao cấp hơn so với shop house. Cái commercial này thì hình thái nó cao cấp hơn cái thương mại bình thường của cái shop. Còn cái villa thì hình thái của nó là khối công trình tách biệt, độc lập ra. Nó sẽ biệt lập, nó sẽ cao cấp hơn cái house, là cái căn nhà bình thường liên kế với nhau. Như vậy cái commercial villa này nó là một cái loại hình thương mại đẳng cấp hơn trong giao diện của một căn villa. Còn đối với cái boutique thì sao? Chúng ta làm lưu trú, nhưng mà chúng ta làm lưu trú trong những cái boutique hotel. Boutique hotel nó sẽ khác với cái grand hotel. Grand hotel thì chúng ta có quy mô phòng lớn, 300 phòng, 500 phòng. Chúng ta lớn như một cái tòa cánh buồm vậy đó. Thì chúng ta là grand hotel. Chúng ta có trung tâm hội nghị, chúng ta có tiệc cưới, chúng ta có phòng họp, chúng ta có đủ thứ cái đó. Thì chúng ta là những cái grand hotel. Còn ở đây chúng ta làm boutique, có nghĩa là những cái dòng hotel nhỏ nhưng mà không đồng nghĩa với việc là bình dân. Nhỏ nhưng xinh, độc đáo. Nhỏ nhưng xinh xắn, độc đáo, có gu, có kiến trúc. Thì đó chính là cái dòng boutique hotel. Như vậy ở đây, trong cái hình thái của commercial và boutique hotel, thì anh chị cũng thấy nhắm tới thương mại và lưu trú, nhưng cao cấp hơn so với shop house, cao cấp hơn so với mini hotel. Và sau đây thì sẽ để cho các anh chị điểm qua một số cái mô hình commercial villa và boutique hotel trên thế giới cũng như tại Việt Nam, để các anh chị có thể hình dung ra được cái trạng thái nó cũng là kinh doanh, nhưng mà kinh doanh cao cấp hơn thì nó như thế nào. Và sau đó chúng ta sẽ đi vào cái phần chi tiết là sản phẩm của chúng ta ra sao để cho các anh chị có sự hình dung. Xin mời Tùng sẽ chia sẻ tiếp. Anh chị đã nhìn thấy slide chưa ạ? Rồi, ok. Như vừa rồi thì chúng ta cũng đã được chị Quyên giới thiệu
về một loại hình bất động sản có thể nói rằng là hơi mới mẻ một chút so với Việt Nam, đó chính là mô hình commercial villa, biệt thự thương mại cao cấp, đúng không ạ? Thì thực tế cái mô hình biệt thự thương mại cao cấp này, commercial villa này ở trên thế giới đã không còn quá xa lạ nữa, mà thậm chí nó còn phát triển rộng rãi, phát triển vô cùng rộng rãi ở các nước ở châu Âu cũng như là ở Anh hay là ở Pháp. Thì tôi sẽ đi qua một chút về một số cái mô hình commercial villa này ở trên thế giới để anh chị có cái nhìn tổng quan. Đầu tiên có thể kể đến tại Paris của Pháp, đúng không ạ? Thì một ngôi làng có thể nói rằng là nơi tổ hợp của những căn commercial villa, những căn biệt thự thương mại đã được xây dựng thành một ngôi làng, đó là La Vallée Village ở Paris. Và cái ngôi làng này đã trở thành một ngôi làng mua sắm của rất nổi tiếng ở trên thế giới, mà nơi mà là cái dòng chảy thương mại của tất cả các giới thượng lưu, những người mà có thu nhập cao về đây để họ có thể mua sắm, có thể trải nghiệm những sản phẩm, những brand cao cấp hàng đầu ở trên thế giới trở về đây. Như anh chị có thể thấy rằng là kiến trúc của Pháp hay là kiến trúc của châu Âu này hay của Anh, nó sẽ có những cái nét đặc biệt riêng, đó là những căn villa dưới hình hài một căn nhà, đúng không ạ? Cũng thấp tầng thôi, tầm khoảng 1 tầng, 2 tầng hay là 3 tầng. Đó, thì những cái mô hình này đã được các thương hiệu hàng đầu ở trên thế giới, như ở trong cái bức hình này, đó là những thương hiệu về thời trang, thương hiệu thời trang chẳng hạn ở trên thế giới, mong muốn để khi mà họ muốn đặt một cái outlet của họ để trưng bày này, để bán ra các sản phẩm của chính thương hiệu của họ, thì họ đã chọn cái lựa chọn đầu tiên, đó chính là mô hình commercial villa để mà nơi đặt những cái sản phẩm cao cấp của họ. Như anh chị có thể thấy ở trong hình này, một căn commercial villa đây ạ. Một căn commercial villa là nơi tọa lạc cũng như là cái lựa chọn hàng đầu của nhà phát triển sản phẩm, đó là thời trang cao cấp Armani, đúng không ạ? Họ đã chọn một căn villa như thế này, một căn mặt tiền vô cùng rộng này, có thể lên tới khoảng hơn 10 mét, đúng không ạ? Hơn 10 mét, 12 mét để mà lựa chọn làm cái outlet của họ ở đây, đặt đây. Và tất cả các căn các thương hiệu khác ngoài Armani ra thì nó còn có Prada này, hay là Burberry này, đúng không ạ? Hay là Polo, là những nhãn hàng thời trang cao cấp hàng đầu trên thế giới. Họ lựa chọn những căn commercial villa, những căn biệt thự thương mại cao cấp ở tại cái ngôi làng này của Pháp để họ trưng bày sản phẩm này, để bán sản phẩm của họ. Và nếu như trong bức hình này anh chị có thể thấy rằng là, và những cái nơi mà đặt bất động sản đó là commercial villa ở đây đều là những khách hàng cao cấp, khách hàng có nguồn thu nhập cao, họ đổ dồn về cái ngôi làng này để họ có thể trải nghiệm mua sắm, để tiêu tiền, đúng không? Để tiêu tiền. Và chính bởi vì cái mô hình commercial villa là biệt thự thương mại cao cấp, nó mới xứng đáng để mà chúng ta bày bán, để chúng ta trưng bày những cái sản phẩm cao cấp hàng đầu trên thế giới ở đây, để chúng ta thu hút được cái nguồn khách hàng, hay là thu hút được giới thượng lưu về với những cái sản phẩm, những cái thương hiệu cao cấp như thế này ạ. Và đâu đó trong tương lai chẳng hạn, chúng ta có những căn biệt thự là commercial villa, những căn biệt thự thương mại cao cấp ở tại The Selling Bay, đúng không ạ? Đây sẽ là những căn biệt thự mà hội tụ của những cái thương hiệu cao cấp trên thế giới về đây chẳng hạn, hay là thương hiệu về thời trang, hay là về F&B, đúng không ạ? Biết đâu đó lại có một cái thương hiệu F&B mà bắt tay với cả đầu bếp Michelin, đúng không ạ? Họ về họ phát triển sản phẩm tại đây thì sao? Điều đó hoàn toàn là có thể, đúng không ạ? Đó, như anh chị có thể thấy rằng là những căn biệt thự cao 2 tầng này, hay là 3 tầng, 2 tầng rưỡi chẳng hạn, đều là nơi tọa lạc của những thương hiệu cao cấp hàng đầu trên thế giới. Và dòng chảy là nguồn tiền của giới giàu, giới siêu giàu, họ sẽ đổ về đây để tiêu tiền, để sở hữu những cái sản phẩm đặt trong căn commercial villa. Hay là một ví dụ khác như tại London của Anh này, hay tại ngôi làng Bicester Village của London. Đây ạ, những căn biệt thự commercial villa, biệt thự thương mại cao cấp ạ. Những căn mà 2 tầng, 3 tầng được phát triển dưới hình thái một loại hình bất động sản này, mà đó là những cái kiến trúc rất là đặc biệt, những kiến trúc đặc trưng của nước Anh ở đây. Và tựu chung lại thì mặc dù kiến trúc có thể châu Âu này, Anh, Mỹ hay Pháp có thể khác nhau, hay Việt Nam thì khác nhau, nhưng cái điểm chung đó là những căn commercial villa sẽ là những cái lựa chọn mà hàng đầu của những sản phẩm, những cái thương hiệu trên thế giới lựa chọn khi họ nghĩ tới để lựa chọn làm cái outlet của mình, đúng không ạ? Hay là một cái hình ảnh đây, một thương hiệu có thể nói rằng là rất nhiều người đang yêu thích ở trên thế giới, đó là Gucci, đúng không ạ? Một căn commercial villa
ở chính giữa cái cung đường như thế này được lựa chọn để làm nơi bày bán sản phẩm của Gucci, đúng không ạ? Đó. Hay là về F&B, một thương hiệu cà phê rất là nổi tiếng đó là Starbucks, cũng họ cũng lựa chọn những căn mà căn commercial villa, một căn commercial villa vô cùng rộng có thể thông dài như thế này. Ở nước ngoài thì họ thường hay lựa chọn cái loại hình bất động sản mà có diện tích đất rộng, đúng không ạ? Rộng hơn, và họ xây những cái căn biệt thự commercial villa ở đây, căn biệt thự thương mại commercial villa ở đây để làm. Đó. Đó là về London của anh. Hay là bức hình bên trái này cũng vậy, một căn commercial villa là cái thương hiệu của một thương hiệu thời trang đó là Michael Kors, đúng không ạ? Họ lựa chọn cái căn này để mà họ trưng bày cái sản phẩm của họ này, cũng như là để bày bán, đúng không ạ? Và tất cả những cái nơi nào mà commercial villa có biệt thự thương mại cao cấp như thế này thì sẽ đều thu hút được nguồn khách hàng rộng rãi đến đây. Họ không đến, họ đến không chỉ để trải nghiệm mua sắm này, họ còn là nơi để gặp gỡ, để giao thương với nhau, thậm chí là cái địa điểm check in, bởi vì những căn commercial villa này là những căn mà có kiến trúc vô cùng khác biệt, đúng không ạ? Rồi, đó là về London. Còn ở Barcelona thì sao? Cũng tương tự như vậy. Những căn biệt thự thương mại cao cấp ở đây, họ đã tồn tại, nó đã tồn tại cả có khi đến hàng trăm năm, bởi vì những căn biệt thự này, căn biệt thự thương mại này đã xây dựng khá lâu đời rồi. Và đó là những căn biệt thự thương mại cao cấp mà có diện tích vô cùng lớn, đúng không ạ? Như anh chị nhìn thấy trong hình như thế này ạ. Có khoảng sân trước này, hay là nó chỉ cao tầm khoảng 2 tầng đến 3 tầng thôi. Và cũng là nơi mà tọa lạc của các thương hiệu cao cấp về đây, như là Gucci này, đúng không ạ? Đó, đó là vòng quanh về thế giới của Paris của Pháp này, hay là London Anh, hay là châu Âu Barcelona, đúng không ạ? Còn tại Việt Nam thì sao? Hình thái của biệt thự thương mại cao cấp như thế này đã có chưa? Và xin trả lời với anh chị là có rồi. Và nó đã phát triển như thế nào ạ? Nó phát triển đồng bộ hay chưa? Hay là nó phát triển đơn lẻ ạ? Thì có thể dẫn ví dụ cho anh chị một số về cái hình ảnh về căn commercial villa ở đây. Có thể tôi có thể nhắc đến một cái khu đô thị nói rằng là lớn nhất Hà Nội hiện tại, khu đô thị lên tới 420 hectare, là nơi khi mà người Hà Nội này họ không có biển, họ rất là yêu thích biển, đúng không ạ? Thì họ đã nghĩ ra rằng là họ sẽ phát triển một khu đô thị mà ở đó họ sẽ có một cái bãi biển nhỏ nhân tạo, hay là có những cái biển hồ này đó, hay biển hồ nước ngọt này, đúng không ạ? Thì họ cho rằng là Hà Nội không có biển thì họ phải tạo ra để thỏa mãn cái nhu cầu mà mong muốn sở hữu các bất động sản, đó là những căn commercial villa này, đó là những căn biệt thự thương mại cao cấp ở đây, đúng không ạ? Và ngoài cái việc mà người ta sở hữu các gọi là sản phẩm bất động sản cao cấp tại các thành phố biển như là Phú Quốc hay là Nha Trang, Đà Nẵng, đúng không ạ? Thì tại Hà Nội bây giờ cũng đã có những cái hình thái sản phẩm như thế này. Và xin bật mí với anh chị một chút, ở trong hình đó là một căn commercial villa, căn biệt thự thương mại cao cấp ở đây ạ. Có cái tầm nhìn sang bên cạnh này, đó chính là tầm nhìn ra phía biển hồ nước mặn. Đó là cái lý do vì sao chắc chắn là trong tương lai những căn mà biệt thự thương mại của tại Hòn Thơm sẽ là những căn biệt thự thương mại mang giá trị lớn, không chỉ về giá trị về tiền bạc, đúng không ạ, mà nó còn về giá trị về những cái giá trị gọi là độc bản, bởi vì nó nằm tại một cái bãi biển thực tế, đúng không ạ, chứ không phải là một bãi biển nhân tạo. Đó thì có thể thấy rằng là những căn biệt thự ở đây sẽ được sẽ được các chủ nhân để sử dụng để làm thương mại, như là có thể kinh doanh tầng 1 họ làm cà phê, đúng không ạ? Tầng 1 họ làm cà phê, tầng 2 họ sẽ làm cái mô hình đó là nhà hàng. Đó, đó là hình thái của một căn biệt thự thương mại. Hình hài của một căn biệt thự rất là đẳng cấp, rất là cao cấp, đắt giá khi mà họ có sân vườn, có khoảng sân vườn trước hay là khoảng sân vườn sau. Và nếu như anh chị có cơ hội đến đây thì có thể thấy rằng là tôi không chụp ảnh kỹ ở đây, nhưng mà trong này nó sẽ là một cái khoảng hồ rộng để họ làm một cái hồ cá koi ạ. Hồ cá koi trong này. Và cũng là lý do họ đặt tên cái quán cà phê như thế này ạ. Và những cái căn biệt thự thương mại cao cấp như thế này, tính đến thời điểm hiện tại thì cách đây khoảng 3 năm giá của nó không phải là quá cao, tầm khoảng 20-30 tỷ. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại thì những căn biệt thự thương mại đã tăng lên đến tầm khoảng 3-4 lần. Đó là lên đến tầm khoảng là 80-90 tỷ rồi, thậm chí là 100 tỷ. Thì đó thấy rằng là những căn biệt thự thương mại thì luôn có một cái giá trị vô cùng lớn, những cái giá trị mà về thời gian vĩnh cửu, đúng không ạ? Giá trị về bởi vì nó gắn liền với đất mà, đúng không ạ? Hay là một căn biệt thự thương mại khác như anh chị thấy đây, họ cũng sử dụng căn biệt thự này
để mà làm một cái quán cà phê nhỏ nhỏ để nhìn ra phía hồ này. Bất động sản hướng thủy sẽ luôn là những cái bất động sản mà thu hút khách hàng, thu hút nhà đầu tư sở hữu đó. Và họ cũng sẽ trồng những cây cao ở đây, thậm chí là họ phải mua những cây này với giá rất là cao, hàng tỷ đồng, hàng chục tỷ đồng để mà đặt tại những căn biệt thự như thế này. Thì điều đó cho thấy rằng gì ạ? Tại Hòn Thơm của chúng ta, khi mà chúng ta có những cái gì vốn có, chúng ta có chúng ta có địa hình về sát biển này, chúng ta có những tầng lớp thực vật, đó là những cái cây cổ thụ hàng trăm năm ở đấy, đúng không ạ? Thì đó là cái mà giá trị vô giá mà Hòn Thơm sẽ mang lại cho chính những căn mà commercial villa đặt tại The Sling Bay đó. Hay tại trong phố cổ Hà Nội, chúng ta có thể kể đến những căn biệt thự ở trong phố cổ, ở Trần Phú này, đường Trần Phú này, hay là những căn biệt thự ở Hồ Tây. Những căn biệt thự mà có tầm nhìn ra hồ, tầm nhìn hướng thủy sẽ luôn là những căn commercial villa. Nhớ nhá anh chị nhá, những căn commercial villa được đặt để làm thương mại, để làm quán cà phê, trà chiều hay là để làm nhà hàng. Đây ạ, căn commercial villa như thế này ạ, rất là rộng đúng không ạ, sẽ có sân vườn. Đó, đó là một cái loại hình bất động sản cao cấp được phát triển từ những cái hình thái cũ mà trước đây chúng ta thường thấy như là shop house hay là shop villa đúng không ạ. Thì biệt thự thương mại cao cấp này nó đã nâng cái giá trị bất động sản, nâng tầm của vị chủ nhân sở hữu những cái bất động sản ở đây. Đó. Hay cả những căn mà biệt thự có từ thời xưa, từ thời Pháp cũng được làm, đó là những căn biệt thự thương mại để mà làm kinh doanh, để cà phê ạ. Rồi ạ, hay tại Hồ Chí Minh thì sao ạ? Hồ Chí Minh thì chúng ta có những cái khu gọi là khu cao cấp như là Thảo Điền này, hay là một số quận trung tâm như quận 1, quận 2 đúng không ạ? Đúng ạ, thì cũng có những căn biệt thự cao cấp, biệt thự thương mại cao cấp ở đây dùng để kinh doanh, như kinh doanh nhà hàng này, hay là kinh doanh quán cà phê này. Đó, căn biệt thự thương mại vô cùng lớn này, có diện tích rộng ạ, và có độ cao từ tầm khoảng 2 tầng đến 3 tầng. Anh chị nhìn thấy ạ, phát triển các loại hình mà rất là thu hút được người tiêu dùng, như là về cà phê hay là về nhà hàng, và những cái thương hiệu lớn về F&B và những căn mà biệt thự thương mại cao cấp như thế này ạ. Đó là Hồ Chí Minh. Hay tại Đà Nẵng, Hội An thì sao ạ? Sun Group chúng ta đã phát triển chưa loại hình commercial villa này chưa? Thì câu trả lời là đã có rồi. Câu trả lời đã có rồi ạ. Ngay tại một cái khu gọi là resort đẳng cấp, có thể nói là top đầu trên thế giới, Intercontinental Đà Nẵng Sun Peninsula Resort đúng không ạ? Đây là một cái khu mà resort hội tụ của những căn biệt thự, ngoài biệt thự thương mại nhé, còn có căn biệt thự, những căn hoặc là những phòng khách sạn vô cùng đẳng cấp ở đây, vô cùng giới hạn, mà tại đây sẽ thu hút những cái luồng khách hàng, những cái giới thượng lưu, những khách hàng mà những người có thu nhập cao về nghỉ dưỡng tại bán đảo Sơn Trà, tại Intercon. Thì họ đã phát triển thêm một loại hình nữa, một cái gọi là nhà hàng, một nhà hàng vô cùng cao cấp, đó là Maison 1888, là một cái tên được đặt trong tại một căn biệt thự thương mại cao cấp và duy nhất tại khu resort như thế này. Như anh chị thấy, nó sẽ có những khoảng sân vườn đặc biệt như thế này để chúng ta có thể vừa ngồi trải nghiệm, vừa ăn, vừa uống, vừa sử dụng các dịch vụ cao cấp ở đây được phục vụ rất là cao cấp đúng không ạ? Và có thể dễ dàng ngắm được biển này, ngắm được bình minh hoàng hôn tại cái vị trí bán đảo Sơn Trà như thế này. Đó, và tất cả các căn commercial villa hay là căn commercial villa đặt cái nhà hàng La Mai Song như thế này, thì ở bên trong nó sẽ là đi kèm là những cái kiến trúc đẳng cấp, đó là những cái dịch vụ đẳng cấp đúng không ạ? Đó là những cái thương hiệu đẳng cấp, hay là có những món đồ ăn vô cùng là sang trọng, tinh tế và đẳng cấp. Món đồ ăn của đầu bếp hàng đầu trên thế giới về đây, trang bị những chiếc đèn chùm, hay là được những cái chiếc đèn chùm để mà trang trí cho cái căn commercial villa như thế này. Đó, như anh chị có thể thấy ạ. Hay là một cái căn commercial villa khác ở tại Hội An, cũng có tên là La Mai Song Deli ạ, cũng sẽ phát triển ở đây. Thì chứng tỏ rằng là ở tại các thành phố biển như Đà Nẵng này, cũng là một thành như Đà Nẵng nói riêng, hay là các thành phố biển nói chung như là Phú Quốc chẳng hạn, hay là hòn đảo Hòn Thơm Paradise Island của chúng ta, sẽ là một cái vùng đất tuyệt vời để chúng ta phát triển cái hình thái bất động sản mà có thể nói rằng là cao cấp hơn hẳn, vừa chúng ta vừa để có thể là lưu trú mà cũng vừa có thể để kinh doanh, để làm thương mại tại một cái vị trí bãi biển đẹp như vậy, là bãi biển bãi Trào đúng không ạ, và với cái độ dốc dần lên phía trên đồi, thì hoàn toàn là cái địa thuận lợi để phát triển hình thái là commercial villa, để cho các chủ nhân trong tương lai, để các khách hàng sở hữu này, để khi mà họ
khách hàng thượng lưu thì họ sẽ có một cái gọi là gu, đó là nghỉ dưỡng đẳng cấp đúng không ạ, nhưng mà vẫn phải có cái tiềm năng kinh doanh đắc lợi. Thì đây chính là loại hình mà rất phù hợp để cho các khách hàng này sở hữu. Đó, và đây là toàn bộ cái hình thái mà bất động sản và commercial villa ở trên thế giới cũng như là Việt Nam đã phát triển như thế nào, họ đã áp dụng để làm gì, như làm F&B hay là làm thời trang hay là làm cà phê các thứ đúng không ạ. Đó. Còn về Việt Nam thì trong tương lai gần, một cái hòn đảo thiên đường nữa, một hòn đảo thiên đường sẽ có loại hình bất động sản như thế này. Một lát nữa chị Quyên sẽ giới thiệu chi tiết cho chị về dòng sản phẩm này. Hay là đi song song với cái luồng chảy thương mại từ cánh buồm này, từ phía tòa nhà cánh buồm cho đến khu Marina, chúng ta sẽ có cái luồng chảy thương mại cao cấp như vậy này, cũng như là đón một lượng khách hàng thượng lưu về đây tiêu tiền này, để cái dòng chảy, cái luồng tiền đổ về đây. Thì ngoài cái việc chúng ta phát triển dòng sản phẩm là commercial villa, biệt thự thương mại cao cấp ra, chúng ta còn phát triển một dòng sản phẩm nữa cũng phiên bản vô cùng giới hạn. Và trong cái thời gian vừa rồi tôi có bật mí với anh chị vào hôm thứ Bảy là có khoảng 45 căn thôi đúng không ạ, đó chính là boutique hotel. Thì trong thời gian tới nhất, chúng ta sẽ cùng nhau, nếu như tên gọi có dài thì chúng ta sẽ gọi tắt commercial villa là commercial hay là biệt thự thương mại cao cấp, còn đối với boutique hotel chúng ta có thể gọi tắt là boutique nhất. Chúng ta phân biệt hai cái dòng sản phẩm này ở trong cùng một cái khu The Selling Bay. Thì đối với boutique hotel thì sao ạ? Boutique hotel thì sao? Boutique hotel thì đó là một cái loại hình sản phẩm chúng ta có thể phát triển để làm khách sạn này. Nó sẽ không giống như là các khách sạn có mấy trăm phòng quy mô lớn đúng không? Không phải là quy mô lớn vài mấy trăm phòng này. Hay là nó cũng không phải là một cái loại hình kiểu bình dân hay mass như kiểu mini hotel. Và ngược lại ạ, nó là những cái loại, nó có loại hình boutique hotel là một loại hình mà nó nhỏ thôi, nó không phải là quá lớn, không phải quá lớn hay nó không phải là bình dân đó, mà nó có cái gu này, cái chất này, gu cái chất ở đây là gì, là sự tinh tế của những chủ sở hữu của họ để phát triển để làm kinh doanh, để là kinh doanh khách sạn đúng không đó. Và những cái diện tích của căn boutique hotel này nó cũng sẽ ở mức vừa phải, từ khoảng diện tích đất tầm khoảng từ hơn 200 mét lên đến khoảng 2000 mét chẳng hạn, đó là cái ví dụ này. Và tại các căn boutique hotel này thì chính những chủ sở hữu khách sạn này họ sẽ làm ra những cái hình thái khách sạn khác nhau, nhưng tự chung lại thì phải là tạo cho người sử dụng này, người mà trải nghiệm dịch vụ ở đây có cái không khí gần gũi. Gần gũi ở đây là gì ạ? Gần gũi là tức là khi mà họ đến đây họ nghỉ ngơi này, họ không có cảm giác xa lạ giống như là mình đến một khu du lịch khác, mà họ vẫn cảm thấy rằng là có các dịch vụ đẳng cấp, sang trọng, tinh tế đúng không ạ, nhưng vẫn gần gũi như ở nhà của mình, gần gũi về môi trường này, có biển này, đúng không, có không khí trong lành, có cây cối đúng không ạ, hay là nó phải có cái dịch vụ tốt từ những người phục vụ mà đem lại cho họ cảm nhận như vậy. Hay là chính trong cái lối thiết kế về nội thất của những căn boutique hotel này sẽ phải là những cái nội thất mà cao cấp này, tinh tế này và độc đáo, và mang lại cho họ cảm nhận như vậy. Và cái yếu tố thứ ba để nói rằng là cái sản phẩm bất động sản đó nó là boutique hotel, đó là cái yếu tố về trang trí ấn tượng. Về trang trí ấn tượng trong boutique hotel này, ngoài cái việc bài trí nội thất ra thì nó phải có sự gọi là khác lạ đi, tinh tế hơn đúng không ạ. Đó. Và yếu tố thứ tư đó là dịch vụ chuyên nghiệp đẳng cấp và phải là mang tính cá nhân hóa cho cái người sử dụng. Đó. Thì như trong hình ảnh anh chị có thể thấy ở đây, đó là ở trên thế giới tôi lại dẫn dắt tiếp một số đất nước rất là, ngoài cái việc họ phát triển về các khu khách sạn này hay resort này hay là khu resort đẳng cấp, thì họ còn rất là phát triển loại hình boutique hotel. Đó, như có thể kể đến tại New York đây ạ, một khách sạn có thể tôi search top 10 khách sạn, top 10 boutique hotel nổi tiếng New York, nó ra khách sạn như này. Hai khách sạn này nó là có cái kiến trúc anh chị thấy là rất là tinh tế, từ cái việc kết hợp nội thất, từ cái phong cách tân cổ điển này, một cái phong cách rất là New York đúng không ạ. Nhưng anh chị thấy đây ạ, nó có sự đặc biệt riêng này, nhưng nó có sự tinh tế về màu sắc, phối màu sắc rất là ấm cúng, mặc dù có nhiều cái tông màu nhưng mà mang lại cho người ta cảm giác ấm cúng đó. Hay là cái chất liệu từ bàn ghế đều là chất liệu gỗ này. Khách sạn mà nó không quá cao, chỉ vài tầng thôi, 8 tầng, 9 tầng, 10 tầng, 12 tầng. Và quy mô phòng nó chỉ tầm khoảng 10 đến 100 phòng thôi. Đó là boutique hotel. Vượt quá 100 phòng thì có thể không gọi là quá là boutique hotel đâu ạ. Đó.
Đây nhá, anh chị có thể thấy đấy. Toàn bộ không gian bên trong đều rất là bài trí được tinh tế, từ nội thất, cách trang trí tủ sách này, cái phòng có phòng thư viện, phòng đọc sách dành cho người gọi là business chẳng hạn, đúng không ạ? Họ đến đây họ nghỉ ngơi nhưng họ vẫn có không gian để mà làm việc đó. Và ngoài ra thì cũng là những căn mà khách sạn mà có thể là có đầy đủ ánh sáng vào trong căn phòng của mình, tạo cho một cảm giác nhiều năng lượng đấy. Hay là khách sạn The Highline Hotel cũng ở New York ạ, và cũng chỉ thấp thấp như vậy thôi, vài tầng thôi, nhưng mà cái cách mà họ làm nội thất này hay là cách thiết kế của họ này, kiến trúc cũng sẽ độc đáo, tinh tế và gần gũi với cả người sử dụng cách đến đây. Hay là một cái loại hình boutique hotel nữa cũng được áp dụng tại Pháp mà nó thể hiện rõ cái tính chất của một boutique hotel, đó là sự tinh tế về đẳng cấp, về thiết kế này, hay là về quy mô này, không quá nhiều phòng này, hay là về tạo cho cái người sử dụng nó một cái cảm giác gần gũi, đúng không? Nhưng chị thấy những cái tông màu trong ngành như tông màu hồng này, màu nâu này được phối màu rất là tinh tế đẳng cấp, hay là cái dịch vụ tạo cho người ta có cảm nhận gần gũi như là dịch vụ về ẩm thực các thứ ấy, đúng không? Đó, nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà rất là tinh tế. Hay tại Hotel Jardin Le Brun ở Paris chẳng hạn cũng vậy, một khách sạn với tông màu nó sẽ là những cái hình thái nó không không có sự gọi là trùng lặp giữa các lối thiết kế của các chủ nhân của khách sạn như thế này, mà mỗi một căn boutique hotel ở đây nó sẽ tạo ra những cái nét đẹp riêng, tông màu, những cái lối kiến trúc thiết kế riêng, đúng không ạ? Hay tại Việt Nam của chúng ta thì sao? Ở Việt Nam cũng đã phát triển rất nhiều các boutique hotel, có thể kể đến là trong Sài Gòn. Ở trong Sài Gòn khi mà sort ra top 10 boutique hotel thì anh chị có thể thấy một số loại khách sạn, cái số loại boutique hotel như thế này ạ. Đó, khách sạn Hotel The Arts Sài Gòn Emporium đúng không? Collection, hay là Mia Sài Gòn Luxury Boutique Hotel, hay là Audi Boutique Hotel, hay là Maison The Camille đúng không? Thì đó là những căn boutique hotel có cái quy mô nó không quá lớn, chỉ tầm khoảng dưới 100 phòng thôi này, và nó không lớn như kiểu các khách sạn có vài trăm phòng, mà nó cũng không phải là cái dạng bình dân hay mass như kiểu mini hotel ấy, đúng không? Và tất cả ở đây tựu chung lại thì boutique hotel chúng ta sẽ tiếp tục phát triển loại hình sản phẩm này tại Hòn Thơm Paradise Island. Nó sẽ mang đến những cái tiêu chuẩn gọi là đẳng cấp 4 sao, 5 sao, đúng không? Hay là mang đến không gian gần gũi hơn. Thì chị Quyên sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh chị về cụ thể cái dòng sản phẩm commercial villa cũng như là boutique hotel ở tại Hòn Thơm Paradise Island. OK, cảm ơn Tùng. Như vậy thì nhìn qua thế giới thì chúng ta thấy là ở những cái quỹ đất vàng ở trung tâm anh chị thì không có phải là có cái diện tích đất lớn để mà làm những cái grand hotel đâu. Ở những cái vị trí trung tâm mà vị trí cực kỳ đắc địa thì càng về sau những cái quỹ đất lớn càng hiếm. Ví dụ như ở Sài Gòn cũng vậy. Hiện nay chúng ta tìm một cái quỹ đất mà vài ngàn mét vuông để mà chúng ta phát triển một cái hotel cỡ lớn là hầu như không có. Cho nên là những cái người mà yêu thích, người ta đánh giá được cái tiềm năng phát triển về hotel ở những cái vị trí đất vàng như vậy. Nhưng mà đất lớn không có thì họ phát triển những cái hotel tuy nhỏ nhưng sang trọng và rất là xinh xắn. Thì cái đó chính là cái loại hình boutique hotel nhỏ nhưng mà có vỏ. Như vậy thì loại hình ở đây anh chị tư vấn cho khách hàng, anh chị làm nổi bật cho khách hàng biết là commercial villa, là anh chị cũng làm thương mại nhưng thương mại cao cấp hơn. Và boutique hotel là anh chị cũng làm lưu trú nhưng mà lưu trú cao cấp hơn, hơn hẳn so với những cái mini hotel hay là hơn hẳn so với những cái shophouse thông thường. Thì câu chuyện ở đây chúng ta nhìn thấy, nếu mà chúng ta ở Sài Gòn, Hà Nội thì chúng ta thường xuyên chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn sử dụng những cái dịch vụ ở trong những cái commercial villa, tức là những cái villa làm dịch vụ về thương mại. Chúng ta ở quận 3, chúng ta ở quận nhất, chúng ta ở Thảo Điền, chúng ta thấy vô cùng nhiều những cái nhà hàng kiểu Âu, kiểu Pháp. Nếu như mà chúng ta muốn đi một cái nhà hàng, một cái quán ăn mà kiểu trong trung tâm thương mại thì nó rất là bình thường. Nhưng mà các anh chị có một cái cuộc hẹn quan trọng hoặc là một cái dịp đặc biệt, các anh chị sử dụng một cái bữa tiệc, một cái kỳ nghỉ hoặc là một cái bữa tiệc mà nó cần yêu cầu cái sự tinh tế hơn, tinh tế trong món ăn, rồi tinh tế trong cách phục vụ và tinh tế trong cái không gian cho lãng mạn, cho đẹp, thì hầu như anh chị sẽ nghĩ tới những cái anh chị thử lên một cái thử nghiệm nho nhỏ thôi,
anh chị hãy thử lên là top 10 cái điểm hẹn đặc biệt dành cho những cái dịp đặc biệt, thì anh chị sẽ thấy người ta đều đề xuất cho anh chị những cái địa điểm đó đều nằm trong những cái căn biệt thự, đó chính là những cái commercial villa. Và đối với cái commercial villa thì chúng ta kinh doanh nó sang trọng hơn trong giao diện của một cái villa. Như vậy thì đối với